đừng rời, để nụ cười ngáp sâu bờ môi. Cứ đông đêm nỗi buồn, để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối. Cho đi chẳng nhận lại, để giờ này đánh đổi được chi. Ngoài nước mắt, cùng những nỗi buồn. Cơn mưa thêm nặng hạt, người vội vàng sánh đôi cùng anh. Những năm tháng ban đầu, đành ngậm ngùi đứng nhìn xa mãi. Khi đã muốn lìa xa, thì ấm ngập lý do đặt ra. Nhà đất Thị Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào quý khách hàng. Video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý anh chị khách hàng một căn nhà phố thiết kế hiện đại với mặt tiền siêu đẹp, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, kề bên công viên Làng Hoa, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà. Căn nhà với diện tích ngang 4m, độ dài 14m, được thiết kế là một trệt một lửng 3 lầu, bao gồm gara, xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và hướng nhà mình là hướng chính nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và chúng ta cùng để ý mặt tiền mặt chính căn nhà nằm trong một khu dân cư đồng bộ có trục đường hẻm một sẹc Lê Văn Thọ nha. Chúng ta cùng tham quan con hẻm này. Con hẻm này là con hẻm 6m, hẻm xe hơi tránh nhau một sẹc, cách mặt tiền đường chính đường Lê Văn Thọ chúng ta khoảng chừng 50m thôi, rất là gần với đường chính nha mọi người. Phù hợp vừa làm văn phòng công ty, cho thuê, kinh doanh bán, làm showroom, spa. Và Hùng xin lưu ý mọi người, đây làm con hẻm thông nha mọi người. Con hẻm thông thì chúng ta chạy xe hơi xe tải thoải mái luôn, không cần quay đầu, chạy thẳng luôn nha mọi người, thông thiên luôn, rất là thuận tiện để vừa làm văn phòng công ty, cho thuê. Và nhà thì rất là phù hợp để chúng ta làm spa nha quý anh chị. Bên ngoài chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt phía ngoài, lớp cửa màu trắng, lớp cửa cổng, bên trong là lớp cửa nhôm xin pha. Nhà mình thì có gara xe hơi riêng, thiết kế là một trệt một lửng và ba lầu. Ở đây chúng ta có gara xe hơi khoảng chừng 7m, chúng ta độ vừa xe hơi từ 4-7 chỗ này. Với diện tích ngang 4, độ dài 14 và gia chủ sợi như thế này thì chúng ta đậu xe hơi phải nói là cực kỳ dễ dàng và rất là thoải mái khi chúng ta vào xe hơi luôn. Trên trần thì chúng ta có đèn chùm thạch cao, trần thạch cao và sơn nhũ đồng. Hai bên tường chúng ta có đồng hồ treo tường, tranh ảnh trang trí, phong thủy. Và bên trong thì chúng ta còn ốp gạch lên cao khoảng chừng 1m2. Và phía dưới là đổ bê tông và ốp gạch bóng kính 80. Khu vực gara xe hơi thì khoảng chừng 8m nha mọi người. Chúng ta đậu vừa xe hơi và đậu rất là nhiều xe máy nữa. Phù hợp vừa ở vừa làm văn phòng công ty, cho thuê, kinh doanh bán, làm showroom, spa. Nhà này thì nếu mà chúng ta làm văn phòng thì phải nói là tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Rất là gần đường chính, hẻm hai xe hơi xe tải chính nhau. Và hẻm chỉ một sẹc thôi, cách mặt tiền đường chính đúng 50m thôi. Ngay kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Di chuyển vào trong chúng ta thấy này, có những cái cột được ốp gạch và có một cái tủ rượu được làm chất liệu gỗ sồi trong đây. Cầu thang thì ép sát vào bên tường với mặt đá hoa cương, lan can được làm bằng chất liệu gỗ sồi, kính cường lực 10 ly. Cầu thang rất là đẹp. Bên trong sẽ là không gian phòng bếp nhỏ gọn với khu vực bếp rất là sang chảnh, được ốp gạch tường lên cao tới chân. Có tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường và có mặt đá bếp màu đen, cũng như là khu vực để tủ lạnh và khu vực đặt bếp, cũng là khu vực giá kệ để chân bát. Cuối nhà thì chúng ta có khoảng hướng trời và phòng vệ sinh, cũng như là bồn rửa mặt bên ngoài dành cho khách khứa. Vệ sinh cuối nhà này mọi người. Và căn nhà này đang được bên Hùng chào bán với giá mềm chỉ có 7 tỷ 900 triệu đồng, còn bớt thôi. Căn nhà hẻm một sẹc tới 6m và giá bán chỉ có 7 tỷ 9 cho một căn nhà phố xây mới, sổ Hồng hoàn công 2021. Chúng ta đã có sổ rồi, quý anh chị quan tâm thì có thể gọi cho bên Hùng để đi xem và sở hữu căn nhà nhé. 7 tỷ 900 triệu đồng thương lượng nha mọi người, thương lượng mạnh. Và chúng ta còn được hỗ trợ vay ngân hàng từ 60-80% giá trị căn nhà. Căn nhà này thì mình hỗ trợ vay ngân hàng khoảng chừng 4-5 tỷ nha quý vị. Chúng ta chỉ có tầm tiền khoảng tầm 3 tỷ, 3 tỷ rưỡi là chúng ta mua được căn nhà này rồi. Di chuyển lên không gian tầng lửng. Đây là một căn nhà full nội thất nhưng mà gia chủ chưa đang đặt cái bộ sofa, chưa mang về nha. Còn phía trên thì chúng ta có giường ngủ và chăn ga gối đệm sẵn rồi. Khu vực phòng ngủ, thì, phòng khách trên tầng lửng thì chúng ta có một cái phòng khách rất là rộng trên đây, với những bức tường được chắn tranh và ốp nhựa. Có một cái bàn ở đây rồi, nhưng mà cái sofa thì gia chủ đang đặt nên chưa đem về. Tầng lửng này, phòng tiếp khách với đèn chùm, khu vực tủ kệ tivi, giếng trời và những bức tường được ốp nhựa trang trí rất là đẹp và cao cấp. Căn nhà pha lẫn giữa phong cách hiện đại và cổ điển nha mọi người. Hai phong cách nhà trộn lẫn vào nhau thì chúng ta thấy được một căn nhà phải nói là hoàn hảo, đẹp, sang trọng và đẳng cấp. Quý anh chị mua thì sẽ được gia chủ tặng kèm full nội thất bên trong, có bộ sofa nữa, nhưng mà gia chủ
đang đặt rồi nha mọi người, chưa giao tới nên Hùng cũng tranh thủ quay video để gửi đến đại gia đình mua nhà, một căn nhà đẹp. Chúng ta thấy thì chúng ta có thể liên hệ với bên mình để đi xem sớm và sở hữu căn nhà. Nhà Gò Vấp thì bán hết khoảng 70% rồi, chúng ta chỉ còn vài căn thôi. Thì quý anh chị nào nhanh tay liên hệ với bên em thì sẽ được sở hữu những căn nhà đẹp với giá tốt, giá rẻ và còn được hỗ trợ vay ngân hàng nữa. Chúng ta đang lên tham quan phòng ngủ này, chúng ta sẽ có phòng ngủ số 1 với giường ngủ 1m6, bàn trang điểm, tủ đầu giường. Phía trước là cửa ra sổ ra ban công và cửa bốn cánh ra ban công, rất là đẹp và thoáng. Ban công thì chúng ta trồng cây xanh, lan can làm bằng sắt và ngoài ban công để rất là nhiều cây xanh. Tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh trong, tủ áo, tủ kệ tivi, ống máy lạnh được trang bị sẵn. Vệ sinh thì rất là rộng nha mọi người. Phòng vệ sinh này, phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi được đặt bên ngoài. Bên trong sẽ là vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen và bồn tắm đứng nhé. Rồi chúng ta vừa tham quan xong phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía đằng trước. Và chúng ta sẽ ra phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía đằng sau. Mời quý anh chị xem. Và phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía đằng sau thì chúng ta cũng có giường ngủ 1m6 này. Tủ áo. Chăn ga, tủ áo chưa có chăn ga gối đệm. Có bên đây là tủ kệ tivi, bàn trang điểm, ống máy lạnh. Chúng ta có cửa sổ ra giếng trời và một bên thì chúng ta có cửa sổ để thoát mùi vệ sinh. Chúng ta sẽ có một cái hai cái giếng trời nha mọi người. Một cái giếng trời ở cuối nhà là cái giếng trời này này. Đó, đây là cái giếng trời ở cuối nhà. Và cái đây là cái phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Thì phòng vệ sinh này chúng ta cũng có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Chỗ đây thì chúng ta sẽ có hai lớp cửa này, một lớp cửa nhôm sinh pha để chúng ta ngăn cái giếng trời và một lớp cửa nhôm thì chúng ta vào phòng vệ sinh. Và đây là cái giếng trời ở giữa nhà này. Cái giếng trời này thì lấy sáng và lấy gió cho cái phòng ngủ phía đằng sau. Thì phòng ngủ phía đằng sau chúng ta sẽ có hai giếng trời. Và chúng ta sẽ di chuyển lên trên để tham quan không gian phòng ngủ số 3 và số 4 nha mọi người. Khu vực bên đây thì chúng ta dán giấy này. Và cầu thang chúng ta đi lên rất là êm chân. Nhà này là xây mới 2021, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng ngay trong ngày nha mọi người. Đây là không gian phòng ngủ số 3 thì chúng ta cũng có tủ áo, tủ kệ tivi được làm chất liệu gỗ ăn cường. Phía trước vẫn là cửa nhôm sinh pha chung ra ban công và có một cái cửa sổ ở bên cạnh và ban công để rất là nhiều cây xanh. Giường ngủ ở đây chúng ta cũng có giường ngủ 1m6, chăn ga gối đệm, giường ngủ 1m6 và bàn trang điểm. Đối diện với giường ngủ sẽ là kệ tivi và tủ đồ. Ống máy lạnh thì chúng ta thấy có rồi nha. Vệ sinh này. Hai phòng vệ sinh trước thì gia chủ có gắn bồn tắm đứng, còn hai phòng vệ sinh đằng sau thì chúng ta chưa có nha. Nhà mình có tổng cộng 5 phòng vệ sinh nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ ra phòng ngủ số cuối cùng, phòng ngủ số 4. Nhà thiết kế rất là độc đáo nha mọi người. Phòng ngủ số 4 thì chúng ta thấy này, cũng có giường ngủ, tủ áo này. Tủ áo rất là nhiều, tủ kệ này và bàn trang điểm này. Và những điểm nằm ngay ở cửa sổ ở giếng trời này. Phía sau thì chúng ta vẫn có vệ sinh. 5 phòng vệ sinh nha mọi người. Đó, có tổng cộng 5 phòng vệ sinh luôn. Đó, phòng vệ sinh của chúng ta đây. Phòng vệ sinh cũng có cửa sổ ra khu vực cái hẻm phía sau. Đây là phòng ngủ số 4. Quý anh chị nào mà mua làm văn phòng công ty thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý luôn. Với giá tiền tầm tiền 7 tỷ 9 còn thương lượng. Và chúng ta còn được hỗ trợ vay ngân hàng nữa. Thì những quý anh chị nào đang có tầm tiền khoảng 3-4 tỷ hoặc là 5-6 tỷ, hãy nhanh tay alo đến bên em để đi xem căn nhà này. Một sản phẩm rất là đẹp nhé, xây mới, rất là chắc chắn và kiên cố. Và vị trí của nó cũng vô cùng đắc địa, nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ. Một sẹt, cách mặt tiền 50m, hẻm 6m, thông. Xe hơi xe tải ra vào và tránh nhau thoải mái luôn. Ngay kề bên công viên Làng Hoa cũng như là chợ và nhà thờ Anh Tông Hồng Tây nha quý vị. Khu vực sân thượng sau thì chúng ta sẽ được gia chủ lợp mái này, có khu vực để máy lạnh này, rồi vòi rửa này, khu vực để máy giặt này, mai mốt gia chủ còn lợp mái ở đây nữa. Thì chúng ta sẽ có khu vực để máy giặt ở ngoài đây và cái phòng thờ ở đây cho chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên này, hoặc chúng ta có thể làm cái kho ở ngoài đây. Bên ngoài đây thì gia chủ còn làm cho mình cái phòng thờ nữa. Ở đây sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha 4 cánh nha mọi người, và cái phòng thờ của nhà mình sẽ ở đây này. Gia chủ đã làm sẵn hết rồi, sẽ lập mái và đóng thạch cao ở đây. Cái đây là cái sân thượng phía trước của căn nhà mình. Đó, sân thượng thì gia chủ trồng rất là nhiều cây xanh đây, lan can làm khá cao và nhìn cũng rất là kiên cố.
Và khu này là một khu đường thông mà bàn cờ nữa mọi người nhá. Cách mặt tiền rất là gần, chỉ khoảng chừng 50 mét thôi, rất là gần nhá. Khu này rất sạch sẽ và an ninh. Giá bán 7 tỷ 900 triệu đồng cho một căn nhà hướng nam, diện tích ngang 4, độ dài 14 mét. Nhà đất Anh Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.